Xin chào mọi người, và nhất là những người tuổi Sửu. Đây là video clip mình chia sẻ về tử vi vận hạn của người tuổi Sửu đối với cái tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Một trong những cái tháng mà theo như là mình đang tìm hiểu thì nó Tý Sửu là có địa chi là lục hợp. Mà địa chi có lục hợp thì như đã chia sẻ và cũng phân tích ở nhiều cái video trước, có địa chi lục hợp thì phần gia đạo tình cảm của cái người có địa chi lục hợp với tháng sẽ có nhiều tốt đẹp, hanh thông, vui vẻ. Và đặc biệt là ngoài cái việc mà hanh thông vui vẻ trong cái việc tình cảm thì nó còn liên quan đến cái những cái mối quan hệ trong xã hội, tạo cho mình cái điều rất là tốt về cái mối quan hệ, hoặc là với nhân giúp đỡ mình. Nếu mà mình có mong chờ những cái người mà có mong chờ cái với nhân giúp đỡ hoặc là này kia đó, một cái người nào đó có mối quan hệ với mình cần nhờ vả, thì đây là cái tháng rất là dễ có sự thành công. Đầu tiên hết thì mình sẽ phải đi tìm hiểu cái tử vi của người Tân Sửu sinh năm 1961, bích mệnh bích thượng thổ, các anh các chị Tân Sửu. Thì như đã nói là hồi đầu năm là 3 tuổi là Tỵ Dậu Sửu, là chiều tam tai. Năm nay là tuổi Tỵ, năm tới tuổi Dậu, năm tới nên mới là tuổi Sửu. Tuy nhiên là trong tam tai có thể là năm nặng, mình có thể nói là về năm nặng đi, thì cái sự việc nó trầm trọng hơn. Nhưng mà 3 năm trong đó thì nó cũng có những cái rắc rối nhưng mà nhỏ hơn. Thí dụ như năm nay người tuổi Dậu cũng bị cũng nằm trong tam tai, nhưng mà chưa phải năm nặng nên không có nhiều cái sự rắc rối, không có nhiều sự khó khăn như là những người tuổi Tỵ. Rồi với cái mệnh bích thượng thổ thì gặp tháng thủy, như vậy là xét về trụ mạng là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, không tốt cho sức khỏe và bổn mạng, cần cẩn trọng. Cái này là bổn mạng nó sẽ bị suy yếu đi, vì là mình khắc tháng, chứ nếu mình tháng khắc mình thì nó sẽ nặng nề hơn. Thiên can thì rất là tốt với chữ Bính hợp chữ Tân. Thiên can thuộc ngũ hợp, tốt cho công việc và rất dễ sinh tài lộc, đặc biệt là đối với các anh nam mạng. Ngon lành ha. Theo thiên can ngũ hợp của tháng là rất dễ có tài lộc. Địa chi Sửu Tý thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm nhiều cái vui vẻ và hanh thông. Rõ ràng chỉ ngoài cái bổn mạng bị tương khắc tháng, sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm, thì thiên can và địa chi, cái vụ công việc và cái vụ gia đạo đối với người Tân Sửu là rất là tốt đẹp ở trong cái tháng Bính Tý này. Hy vọng rằng là công việc tốt, gia đình vui vẻ thì nó sẽ lướt qua cái phần sức khỏe của các anh các chị một cách rất là nhẹ nhàng, đặc biệt là với các chị ha. Rồi người tiếp theo của tuổi Sửu đó là các anh các chị Quý Sửu. Có thể nói người Quý Sửu tuy năm nay chưa phải là tam tai năm nặng, nhưng mà chịu cũng rất là nhiều cái thiệt thòi, đặc biệt là về phần công việc của cái năm này. Vì sao? Tại vì tổng năm cái chữ Kỷ của Kỷ Hợi nó khác chữ Quý, cho nên nó công việc nó không có được như mong muốn, có những cái mà nó làm cho mình đau đầu, hao tài. Thì xem coi là cái tháng 11 này nó có tốt đẹp hơn không. Người Quý Sửu thì mạng tan đố mộc, tháng Bính Tý là tháng thủy, như vậy là được thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh tháng. Sức khỏe và bổn mạng tốt, khi đó thì phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, phát huy tác dụng sáng lên, đẩy lùi bởi cái phá và bại tinh đối với người mình đi, đặc biệt là đối với cái các chị nữ và cái chữ Kỷ khắc quý của mình, nó tạo ra nhiều điều rất là phiền toái. Thiên can thì Quý Bính không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói là tháng 11 âm lịch tháng Bính Tý đối với các chị các anh tuổi Quý Sửu là bớt đi cái sự xui xủi xung khắc, chứ không phải là tốt một cách đột ngột được, tức là không có xung không có khắc, thì ở đây nó là chỉ là trung bình, chứ nó không phải như mấy tháng kia là nó xui xẻo đồ này kia. Tháng 10 cũng đã là một cái tháng cái công việc cũng đỡ đần hơn đối với người Quý Sửu rồi, nhưng tháng 11 cũng sẽ tiếp tục giống vậy nữa. Về phần địa chi thì Sửu Tý thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm có nhiều cái sự vui vẻ hanh thông, đặc biệt là có cái sự tương sinh về tốt đẹp luôn cho cái phần các mối quan hệ, có với nhân, có bạn bè ra tay giúp đỡ nếu mà gặp khó khăn. Nếu như các chị hay là các anh ở trong cái thời gian tháng này nè mà gặp khó khăn mà muốn nhờ ai đó, thì mở miệng trong tháng này rất là dễ được việc, dễ được người ta giang tay giúp đỡ cho mình ha. Rồi, đó là cái tử vi của người Quý Sửu tàn đối mộc 1973 đối với cái tháng 11. Nó được cái bộ mạng tương sinh đúng không? Rồi đó là được địa chi thuộc lục hợp, chỉ có thiên can là bình hoàng. Như vậy thì trong có 3 cái xét về tử vi thì mình có tới 2 cái tốt, một cái tương sinh, một cái lục hợp. Như vậy hy vọng rằng sẽ có nhiều biến chuyển tích cực hơn, đẹp đẽ hơn, có tín hiệu vui vẻ hơn ở trong cái tháng 11, tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019 đối với các anh các chị. Rồi, người tiếp theo đó là người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 với mệnh Hải Trung Kim. Thì nếu như là người mệnh Kim mà gặp tháng Thủy, Hải Trung Kim thì gặp tháng Bính Tý là một tháng Thủy. Như vậy là mãn mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không có được tốt cho lắm. Khi mà bổn mạng bị sinh xuất thì phúc tinh, tài tinh nó sẽ yếu đi. Trong cái phần mà nói về bổn mạng này mình đã nói đi nói lại nhiều lần ở những cái video trước, có thể là video không phải là của người tuổi Sửu. Như là trong 3 cái bổn mạng thì tháng khắc bổn mạng là xấu nhất, rồi bổn mạng khắc tháng xấu nhì, và sinh xuất là xấu thứ ba ha. Trong có 3 cái xấu thôi thì mình bị sinh xuất như thế này. Thiên can thì chữ Ất với chữ Bính không xung không hợp là trạng bạc thái, cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Giáp Ất thì thuộc mộc, nạp âm ngũ hành á, còn Bính Ninh là thuộc hỏa. Như vậy là thiên can nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, mạng sinh xuất nạp âm ngũ hành thiên can sinh xuất, cho nên là công việc rất dễ sanh ra hao tài, tốn của, nhưng không quá lớn đâu. Nó chỉ nằm ở trong một cái gọi là cái sự mà tính toán trước của người Ất Sửu. Người Ất Sửu vốn dĩ là những người người ta nói là hơi sòng phẳng quá mức, họ không muốn nợ ai một đồng, nhưng mà họ cũng tính toán cực kỳ chi ly đối với những người mà đối tác và anh em trong nhà. Họ như vậy, cá tính của họ như vậy. Họ nghĩ là họ sòng phẳng với người khác thì người khác phải sòng phẳng với mình, chứ không phải là họ keyboard kỹ đâu nha. Địa chi Sửu Tý thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm có nhiều sự hanh thông. Cũng giống như những cái tuổi Sửu ở trên thì Ất Sửu cũng là được lục hợp ở tháng Tý này. Hy vọng rằng là với cái sự hanh thông về lục hợp thì sẽ tốt cho gia đạo tình cảm, các mối quan hệ, đặc biệt là các em nam ở tuổi này thì rất là cực thân Ất Sửu, cho nên là hy vọng với cái tháng như thế này thì bạn bè sẽ là hanh thông giúp đỡ mình, có nhiều cái việc để mình bứt phá ra cái sự khó khăn của cái năm tam tài năm đầu gây ra cho người chữ Ất. Tại sao mà nói như vậy? Tự vì là Ất thì khắc kỷ, kỷ thì khắc quý, cho nên là thật sự mà nói thì năm nay là một năm cũng không tốt đẹp vì đối với cái người tuổi mang chữ Ất, đặc biệt là Sửu ha. Rồi tiếp đến đó là người Đinh Tỵ, người Đinh Sửu sinh năm 1997 với mệnh dạng Hạ Thủy, khe nước nhỏ này. Như vậy xét về trụ mạng là Thủy đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề, không phải lo lắng. Các em này thì đang ở trong tuổi sung mãn, ok. Rồi thiên can thì Bính Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành cả Bính lẫn Đinh thì đều là hỏa, cho nên là công việc không có việc gì quá xui xẻo xung khắc xảy ra, mọi điều có thể là tốt đẹp. Địa chi thì Sửu Tý thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm vui vẻ hanh thông. Đối với nữ mạng của cái tuổi Đinh Sửu này thì rất là tốt ở trong cái tháng này về tình cảm, gia đạo, mọi thứ. Có thể là ở cái tuổi này của các em là tuổi mới lập gia đình, hoặc là đang ở trong cái thời gian tìm hiểu yêu đương, cho nên tình cảm ở trong cái tháng này là tình cảm tốt đẹp, không có vấn đề gì đâu ha. Như vậy đối với cái người Đinh Sửu tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng có thể nói là trung bình, ngoài việc tốt đẹp về gia đạo ra thì mạng cũng đồng hàng, bính đinh thì cũng không có xung khắc, chứ không phải là một tháng tốt ha. Rồi tiếp đến là người cuối cùng của tuổi Sửu, đó là người kỷ Sửu sinh năm 2009 hoặc là các bác sinh năm 1949 thì cũng giống như những cái tuổi khác. Năm 2009 thì nhỏ quá, đang ở trong tuổi ăn tuổi học, và các bác lớn thì 1949 thì cũng rất ít bác còn phải làm việc hoặc là phải kinh doanh thương mại, cho nên là mình sẽ nói nhiều về phần bổn mạng và cái tình cảm gia đạo. Như vậy thì người kỷ Sửu ngoài cái việc là được lục hợp với địa chi là tình cảm gia đạo tốt đẹp, không có vấn đề gì quá to lớn ra, thì cái người kỷ Sửu mạng tích địch họa, cho nên gặp tháng thủy là thủy khắc họa, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cần cẩn trọng nhiều việc, đặc biệt là đề phòng cái tai nạn phạm thân, nhất là các bác nữ sinh năm 1949. Tháng này bổn mạng của mình rất dễ nguy nan. Nếu như các anh các chị, các bạn nào có mẹ sinh năm 1949 thì nhớ cẩn thận sức khỏe của bạn ở trong cái tháng này. Nam mạng cũng yếu nhưng mà cái sự nguy nan có thể là không có, nhưng nữ mạng tháng này rất dễ về với ông bà, cho nên là mọi người là có cha có mẹ ở trong cái tuổi này thì mình nhớ cẩn thận. Còn cái chữ thiên can thì mình đã nói rồi, bính kỷ không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ, nhưng mà đã nói là thiên can nó phần nhiều nó ảnh hưởng về đến công việc, nhưng mà mình không có, hai người nhỏ quá còn đi làm, lớn thì đang gọi là ăn hưởng tuổi già, chờ đến ngày đi gặp ông bà, cho nên là thôi không có còn làm nữa. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến với tất cả những người tuổi Sửu cái vận hạn tử vi của tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Ngoài cái việc tốt đẹp về cái sự tình cảm gia đạo do được gặp tháng địa chi lục hợp, công việc thì cũng không có thấy gì là quá xung khắc ở trong tất cả các cái tuổi Sửu ở cái tháng Bính Tý này. Ngoài chỉ là một số nặng nề nhất vẫn là cái bổn mạng của các bác lớn, các bác nữ, nam nữ mạng sinh năm 1949 kỷ Sửu với mạng tích lịch hỏa. Hy vọng rằng những cái thông tin mình vừa tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người là một cái hành trang nhỏ để mọi người ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào cái tháng Bính Tý để có thêm những cái điều vui vẻ, tích cực và tốt đẹp ở trong cuộc sống. Đặc biệt với những người Quý Sửu và Ất Sửu, có thêm cái động lực, có thêm cái tiền tài để mà chuẩn bị cho cái Tết sắp đến, Tết năm Canh Tý sắp tới. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và cuộc sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.